Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức đón Tết cổ truyền mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 cùng bạn bè quốc tế. Đến dự có đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp FDI, các công ty, các ban quản lý dự án ODA, tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia nước ngoài đang công tác tại Nghệ An. Đây là lần đầu tiên Sean Lawrence, giáo viên tiếng Anh đến từ trung tâm tiếng Anh Blue Sky Academy, được mời đến tham dự buổi lễ đón Tết cổ truyền mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Với Sean, cái gì cũng kỳ thú và lạ lẫm. Từ con rồng được làm bằng các loại rau củ như thế này đều thu hút sự chú ý của Sean. Với Sean, đây là Tết vui nhất mà anh đã từng tham dự. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự buổi lễ này. Tôi thấy không khí ở đây rất sôi động, tôi rất háo hức. Không riêng gì Sean mà tất cả mọi người khi đến khán phòng này đều rất vui. Có nhiều người tham dự buổi gặp mặt này lần thứ tư hay nhiều hơn thế, nhưng hầu hết họ đều rất hài lòng với cách thức tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Những năm gần đây, việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đã mang lại hiệu quả cao. Theo đó, hiện nay đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Nghệ An. Và qua thực tiễn đầu tư tại Nghệ An cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Nghệ An đều được Ủy ban nhân dân tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi và các nhà máy, công ty của họ đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Môi trường đầu tư ở Nghệ An rất tốt, mọi người rất thân thiện, khí hậu ở đây cũng rất thuận lợi cho công việc của chúng tôi. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Nghệ An đạt 7%, thu ngân sách đạt gần 6.500 tỷ đồng. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân tỉnh Nghệ An, thì có sự đóng góp rất lớn của các nhà đầu tư và các chuyên gia nước ngoài tại Nghệ An. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài. Có thể nói trong năm 2013 là một năm mà tỉnh chúng ta thực hiện cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong một cái điều kiện rất là khó khăn. Ngoài cái khó khăn chung của cả tỉnh, của cả nước thì tỉnh ta còn có những khó khăn riêng do những cái vấn đề liên quan đến thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của chính phủ, các bộ ban ngành trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư, cho nên kết thúc năm chúng ta đã hoàn thành tất cả, về cơ bản chúng ta hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Tại buổi lễ có 4 tập thể và 14 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong năm 2013. Cởi mở, thân thiện và ấm cúng là những điều mà các nhà đầu tư và các chuyên gia nước ngoài cảm nhận được khi đến tham dự buổi lễ tổ chức đón Tết cổ truyền mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 cùng các bạn bè quốc tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Khi bài hát Happy New Year cất lên thì mọi khoảng cách về địa lý và ngôn ngữ đều bị xóa mờ và các bạn bè quốc tế đều xem Nghệ An như là một vùng đất thân thiện, cởi mở, giàu tiềm năng.